À có sai, đừng thay mà đi đến ly nữa. Chọc ta lên cho bạn ra đá ba này. Bạn ai sang máy chọc, chọc ta nữa đá máy. Quả lớn cho mình miên hàng chê. Đôi miên hàng chê nhớ, bằng ai chọc, chọc ta nữa. Hay là miên hàng, miên bạc quốc bí mình nhắn. Lùng tăng xa ra, nhưng lùng cái số cả tăng không ai chê mình đất đó. À mình đất ở bê nhắn. Thưa tôi hút hai thưa tôi tăng bê. Mình bị lớp bê, nó có những dây thương mặt bê bê. Bị hút hai bê, nhưng thắng năng. Phong viên sắp bạc cô mà ngay mà bạc kinh đến nơi thế chung. Rồi mình thông qua trang trái thương ca bốc lại của bóng thương lần. ប្រដៅចំចំធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើអ្នកកាសែតមានឈាមជួចជាខ្មែរប៉ុន្តែមានគំនិតទុតិថេនិជមលោកតាំងសារដានៅពេលនេះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខវិស្វករជាងសំណង់និងកម្មករប្រមាណ70,000នាក់ស្ថិតនៅបុរីលេខនវត្រាផ្លូវជាតិលេខ 6A កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ការដែលចេញមកប្រដៅម្តងជាពីរដងចំពោះអ្នកកាសែតក្រៅស្រុកនិរទេសខ្លួនរូបនេះជាថ្មីម្តងទៀតនៅពេលនេះ គឺក្រោយពេលកាសែតដឹកខេមបូឌៀដេលីនៅតែបន្តផ្សាយព័ត៌មានស្ដីអំពីជីវិតនិងមុខជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុនកាឡាក់ស៊ីនវត្រាដែលត្រូវបានមហាជននិងសមីខ្លួនផ្ទាល់អះអាងថាជាការសរសេរព័ត៌មានចោទប្រកាន់ទាំងក៏ក្លឿនខុសពីការពិតខ្វះចំណេះដឹងខ្វះការស្រាវជ្រាវដោយសរសេរនិងសង្ស័យបង្កើតប្រភពព័ត៌មានប្រឌិតរឿងដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍បាក់ពួកផ្ទាល់ខ្លួនមួយក្តាប់តូចរបស់លោកតាំងសារ៉ាដា ក៏បានស្នើឲ្យលោកតាំងសារដានិងលោកកឹមសុខឲ្យហៅក្រុមហ៊ុនសវនកម្មមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាឲ្យស្រោតជាបន្ទាន់មកស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនកាឡាក់ស៊ីនវត្រាក្រុបជុំវិញការចោទប្រកាន់ដដែលចំពោះរឿងរ៉ាវមិនប្រក្រតីនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់អ្នកអង្គញាក់លេខនវត្រាឲ្យលោកតាំងសារដាបញ្ជូនមកឲ្យយើងមកយើងមកស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនសាច់ប្រាក់ខ្ញុំអ្នកឯងកុំចេញតែចោទខ្
trong lạc lên cho bà trai sao bà lại anh chọn đô rụng lông trong hôn thị nhông tay bà ta trong hôn thị nhông rụng lơ khám áo chiếm sân nhông bật nắm tay tăng xa ra đây ai là chúc bác hạ xong từ xu mai ơn lục anh xa thầm mấy đứa ông bơ đại nhiên con là thôn đại tam xong lạc xe thật cách bốc mai bộ bóng đại trước trong các bốc bông xe thật cách nơi trong hôn lây bà trai ta lục anh ban sang ba con na ba lục anh mình ban chui sụt cô lục anh mình ban chui là chết lúc anh cùng phương vừa ra sang bên căng mình tan xô lục anh. ការចោទប្រកាន់ទាំងក៏ក្លឿនពីលោកតាំងសារ៉ាដាជាអ្នកនិពន្ធពោដំមានប្រឡោមលោកនៅកាសែត The Cambodian Daily ដែលតែងនិយាយសង្ស័យចោទប្រកាន់លើគេឯងខុសការពិតជារឿយៗនេះដែរបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នករបស់បុរីលេនវត្រាបានប្រតិកម្មទៅកាន់អ្នកកាសែតរត់ចោលស្រុករូបនេះដោយលើកឡើងស្រដៀងគ្នាសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកតាំងសារ៉ាដានៅកាសែត The Cambodian Daily សូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅគំនិតទុតិធនិយមដែលអង្គុយនៅបន្ទប់1ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវចូលចិត្តបង្កើតពួកដំបៀនក្នុងទ្រឹស្ដីអាក្រក់ដែលសង្ស័យចោទប្រកាន់មកលើអ្នកញាក់លេនវត្រានិងក្រុមហ៊ុន Galaxy នវត្រាគ្រប់ទាំងមូលបាទខ្ញុំយកឃើញថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺវាយប្រហារមកលើក្រុមហ៊ុនខ្លាំងណាស់ទី1ខ្ញុំបាទជាជាងនេះគឺមានជាងកូនចៅខ្ញុំទៅដល់ជិត100នាក់ដែលជ្រាបក្រោននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
đại phưng ai từ lời cầm hôn miền cảng như nhom thưa bà sân để con vay bà hàng chẳng thưa ai bà phò là cầm hôn chieng để nhom rồi là ngay thưa cá nắng ở miền phía bẩm nó kê miền chụp đôi chụp anh chẳng không được miền cảng như thưa anh chẳng bà sân chỉ có miền cảng như nhom thưa phụ nhom cứ chụp cá lồng bài nhom bờ cất thà cọt ở xi liêng lôi máy cứ nhom ở chữ bỏ vừa thà cọt lụa tre là về anh đại chứ hay hoặc mơ là về nó đầy lâu phong ai phong cứ nhom ở chữ thà cọt liêng lôi gặp vợ chăng vì sự nâng quan dạy bằng phơ mỏ nhưng ra vì anh dạy mà nó bông chư chư chập nó bây đại dương không bằng ban chia sẻ mặt tập hấu bài chỉ kê liệt qua dương thai cho mình chạy dương cho liền rồi trong thưa cao vị phiệu dương mình anh tham quan quan ban này bên tay từng tâm nâng cao vị phiệu bảo quan xong mình quan lực lang ở để mình phát tăng lại vậy để chạy lại không chạy được quan thưa ca smart với cô phải giàu nhiều bài có đại phơi ba qua đó ăn gặp hiệp nào tay vậy tới việc phơi việc ba qua khả năng thì ca việc hiện đại tập biệt bỏ quan nó là bồn nhóm mình là chơi chập là bọn nhóm chơi chập nhóm khăng vì pro hờ bộ quát nâng coi ta không mà bật tốt đấy bọn cứ quát ăn miếng sầm lăng ai về chẳng ai bàn thế nay ta mà bật tốt cả lăng chung mình luôn hai quát mà chào kê nè đại kê đại chui thằng cung hai quát chào kê cướp bài giang nhóm khăng là bọn rồi tại nhóm mình đang thương định mệnh chung quanh ca chô rút bò để chạm thôn thiên thảo về cá nâng xong phải đẹp prom tang bằng nhà smart ở đây vì thân nạn được nôm còn phú rồi bác các bạn xin ở Vatra Group chỉ mùi rịnh rọt thảo phía bà Campuchia chỉ rưỡi rưỡi hay trời rôn ca cho tật cắn vì lục tăng xa rạc đạt đọt náy lúc bên đi cứ bộ quạt bằng hàng ca chưa chạp chỉ khắng nâng xa ở lục xa rạc đá một mơ nâng phát lệnh đẹp tốt nữ bộ rịnh lên ở Vatra nâng cùng rộp xem tiếp ta đôi ảo vây đàn lục xa rạc đá ban sở xe bằng play capet đầm bậy bằng khôi kê tê dô kê chmúc nẹo nhạ lên nở bạc trá khả nạ lốt ban chú rung chui đo sần công chiết chá ra nát nếp bếp cân lọc tử bằng chúng tôi lôi quật đài miên tù dân ạ tha thẻ bì lưu mệt màu ấy máu đối chí ọt tế bì phù quật bà gạt bà rây cầm hôn chá ra hay quật ban lôi nâng máu dơ tê chui kháng sần công dương có chá ra nhưng lôi nâng cứ sát tay lôi bì ca rô xì bọc quật bì cầm hôn bọc quật bì tè lô vên đầy lô cư miền tràn chẳng quạt quạt bàn lôi nâng tràn do tới chui sừng cung khmai dương để sang những thưa ca cho mỗi quạt cư hai chỉ tông thèm cho nam nít cư nhom squat bị nẹo nhà tràn tràn để sang nẹo nhà chạy đái cư quạt miền ca thật không răng phải sờ tài rope vô lý xâm rạ rồi gọi nhạc bài bàn này tràn hay mình ha ở cong cang như nó không cùng rung từng ao tì quạt thưa ca mà nẹo nẹo đòi bị đồn tràn quạt miền ca thật không răng phải rope vô lý xâm rạ miền tì nẹo nhà cứ quạt mình là tại trường slot boat quạt ở tay tay giấy thá quạt thôi chỉ mấy cứ quạt ở đây ao con trai khai quạt thì tay ao con trai của rộp sáng lắm đời thực chất hay quạt tay tay giấy thá thá được không cầm hôn quạt ở ao chặt tóc chỉ mấy được của con trai chị ấy cứ lẹ cả nã thá quạt slot giấy chỉ lẹ cả nã cua xa quạt tay tay giấy thá mà ha cua xa cả lạng xì được bông đang xẹp này hay tại trường quạt cứ quạt cho chất chay đầm lệ chay đầm lệ vậy để quạt miên tâm mình nói chung bình thường đòi bong khơi mà dạ nắng cứ quạt ban chui sùng cung trang vì prạ chầm nâu để quạt rô bán cứ quạt tay tại chai cùng lết chui đo sùng cung có đôi chia bốc quả lực nơi nông ăn gặp hiệp hay môi bên tiết về đài miên bốc quả lực chư scap rư có miên bằng nhà hạp tốt cứ quạt tay tại chui quạt này tục chân à rộng bỏ nhóm cứ nhóm rung phơ bỏ rung phơ trai o đại miền tây cài chặt o quạt chạy chui thưa chui thằng cung cái ca thằng cung trai mà bàn tham tiện nước bọc lực này lộ bộ này lên vật trá ba này đằng thá nếu về đại cầm hôn ba lộ cầm rồng thay mà đón cầm bọc lực này lộ tay tay ngập mỏng pi mỏng bấy đầm mây đêm trăm từ tụ tại thị trấn đa ảnh chơi mốc rồng trăm chặt lịch riêng chưa được lịch đầy lố rực tiếc đặt khuôn sờ lăng chị đào cha rô cao bao cầm rung mà đong nó bong phụ nhung ngơ tăng vì mỏng pí mỏng bầy cha đập bầy chẳng từ tua để trốn còn mỏng cọc thì tăng đấy thì muốn thì tăng tè
chạy hay mình bỏ miến ấp bao chấm hoa ấy bông chạy bạn đang còn thang thêm một địa đời lý nhưng mà đang đang có bị phê bạn mời chứ bông chạy sai cùng rộng quạt nhìn mùi muối cứ lúc đại khăn mình tên chúng tôi nhóm này lúc tối cứ ra tại bê nhằm bài sơ tại mình miền cùng rộng bó nèo nhá cứ quạt lúc đại khăn ở bông bánh tha cùng rộng quạt bao chìa bập hết chị đầy lố rưu môi co cùng rộng bập hết chị tên là về như bông mình thả tại chút cứ miên ca cùng trô khăn mình tên ai tha ở tại chút màu trăm tăng tì màu nguôi màu tì dục cầu miên đại bông chả hay phụ nhóm có thở ngợp tăng tì màu nguôi màu tì dục nâng máu trăm tựa 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 chút nhiều bông ផ្នែកសារព័ត៌មានដឹកខេមរៈដេលីនេះជាពិសេសលោកតាំងសារដាងតាមដងសូមមុននឹងធ្វើការចុះផ្សាយសូមឲ្យលោករមូលដ្ឋានឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនឹងមុននឹងចុះផ្សាយបង្ខូចបង្កាច់ឈ្មោះគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បុគ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការក្រោមអវ៉ាន់ប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនគូសា ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ព័ត៌មានក្រៅស្រុកគួរតែធ្វើអ្វីដោយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលោកតាំងសាដាលោកកឹមសុខមុននឹងនិយាយស្ដីមកលើអ្នកអង្គការលេងវត្រាសូមគិតឲ្យបានជ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ព្រោះធម្មតាអ្នកអង្គការលេងវត្រាគាត់មិនដែលធ្វើអីខុសពីការពិតទេចឹងតាំងសាដាពីថ្ងៃនេះទៅ ការងារនិយាយស្ដីជាមួយអ្នកអង្គការលេងវត្រាត្រូវមើលមុខមើលក្រោយឲ្យបានច្បាស់មិនមែនចេតនានិយាយឲ្យរួចពីមាត់នឹងទេក្នុងនាមខ្ញុំជាជាងដូចជាកូនជាងខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំមានសំណូមពរជូនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជាងមួយចំនួនឬក៏អតិថិជនដែលតិចតាក់ក្នុងវារីលេងនៅវត្រាហ្នឹងគឺសូមឲ្យគាត់ជឿជាក់លើអ្នកអង្គការលេងនៅវត្រាកុំជឿជាក់លើអ្នកដែលបង្ខូចគាត់បើអ្នកនោះមិនបានជួយអ្វីដល់គាត់សូមកុំឲ្យប
ែធ្វើការជាមួយគាត់ចនិចយ៉ាងណាតកតិនតង្វើនៃការសរសេរព័ត៌មានអធិប្បាយចោលប្រកាន់ទាំងងងឹតពីលោកតាំងសារដាចំពោះអ្នកញាតលេនវត្រាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានក៏បានចេញមកប្រតិកម្មនិងណែនាំបង្ហាញផ្លូវឲ្យលោកសារដានៅកាសែត The Cambodia Daily គុំអធិប្បាយព័ត៌មានដែលយកត្រឹមតែការសង្ស័យធ្វើការចោលប្រកាន់លើអ្នកញាតលេនវត្រាថាកំពុងធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មភ្ជាប់ការលាងលុយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកកាសែតជើងចាស់មួយរូបលោកប៉ែនបូណានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានក្រៅស្រុក The Cambodia Daily លោកប៉ែនបូណាបានលើកឡើងថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកការសង្ស័យមកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងការចោទប្រកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងបទល្មើសអ្វីមួយឡើយបើចង់ផ្សាយរឿងធំបែបនេះគេត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតដល់ធំមួយដើម្បីប្រមូលឯកសារភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងរឹងមាំបំផុតជាមុនសិនលោកប៉ែនបូណាបានលើកជាឧទាហរណ៍ថាកាលពីចំនួនពលពតខ្មែរច្រើនណាស់ដែលត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ដោយគ្រាន់តែសង្ស័យហើយចោទថាជាខ្មាំងរបស់អង្គការជាមួយគ្នានេះលោកប៉ែនបូណាក៏អំពាវនាវដល់អ្នកកាសែតនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់រាប់ទាំងសារព័ត៌មានក្រៅស្រុកផងសូមគ្រប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននោះទើបការផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយគុណតម្លៃ។